Ngày tháng 8 năm 2019, lửa bùng lên rồi bao trùm nhà xưởng rộng 6.000 m², nơi sản xuất bóng đèn, phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân. Nhà kho bị cháy thuộc công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, số 87, 89 phố Hạ Đình. Lúc này trời có gió lớn khiến đám cháy bốc cao, tạo thành cột khói đen hàng trăm mét. Lửa cháy lớn đã bẻ cong mái tôn, hắt hơi nóng ra xa hàng chục mét kèm mùi nhựa khét nồng nặc. Lửa cháy lớn khiến một phần nhà kho khoảng 500 m² của công ty Rạng Đông đã sụt xuống đe dọa nhiều nhà dân xung quanh. Khoảng hơn 30 phút sau vụ cháy, ngọn lửa bốc lên dữ dội đã khiến thêm khoảng 300 m² nhà kho mái tôn, khung sắt đổ sập. Cảnh sát huy động hơn 20 xe chữa cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa và kêu gọi người dân xung quanh di tản đồ đạc. Các thanh niên trong khu vực đã hỗ trợ tích cực các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Sáng 9 tháng 8, tức là sau 12 tiếng khi lửa bắt đầu bùng phát, dù đã huy động con người và phương tiện dập cháy tích cực nhưng đám cháy vẫn còn âm ỉ và có nguy cơ cháy lớn trở lại, buộc cảnh sát tiếp tục đưa 6 xe chữa cháy bơm nước hồ Hạ Đình phun vào trong xưởng. Ngày 5 tháng 9 theo Tổng cục Môi trường chỉ số quan trắc môi trường sau đám cháy kho Rạng Đông cho thấy, phạm vi 200m đến 500m là vùng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, dưới 200m là mất an toàn. Hai trạm y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung phát hơn 400 phiếu đăng ký khám sức khỏe cho người dân sống quanh kho Rạng Đông. Sáng 6-9 mỗi trạm y tế có khoảng 200 người dân đến khám. Các bác sĩ bệnh viện Sanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông chia 4 kiếp khám. Ngày 11 tháng 9 trước việc người dân hoang mang không biết kết quả quan trắc môi trường nào là chính xác, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao hỗ trợ TP Hà Nội đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiễm, thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh sau cháy. Bộ Y tế đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân trong khu vực xảy ra sự cố để khám sức khỏe định kỳ. Ngày 12 tháng 9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói tại thời điểm xảy ra cháy có ô nhiễm ngoài phạm vi nhà máy, nhưng chủ yếu là ô nhiễm cục bộ trong khu nhà máy. Từ ngày 30 tháng 8 trở đi, chất lượng không khí tốt hơn. 12 tháng 9 vào lúc 8 giờ sáng, theo kế hoạch khử độc và dọn dẹp đề ra, gần 10 xe chuyên dụng của binh chủng hóa học và khoảng 70 người đã có mặt tại công ty Rạng Đông, bắt đầu tẩy độc nhà kho sau vụ cháy. Trước đó, chiều ngày 10 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu UNCO10 thu gom toàn bộ chất thải chuyển đến nơi xử lý, phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học tẩy độc hiện trường đám cháy và vùng lân cận, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Ngày 13 tháng 9, nửa tháng sau vụ cháy làm phát tán thủy ngân, quận Thanh Xuân tổ chức khám miễn phí cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Đình. Đúng 8 giờ, học sinh 28 lớp của trường tiểu học Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, xếp hàng xuống phòng thể chất khám sức khỏe. Các em lần lượt qua 8 bàn, mỗi bàn có 3-4 nhân viên y tế để kiểm tra tổng quát về nội, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng và ngoại da liễu. Do không lấy mẫu máu, nước tiểu nên mỗi em chỉ mất chừng 15 phút. Đến 10 giờ sáng, 200 em trên tổng số hơn 1.000 học sinh của trường tiểu học Hạ Đình khám xong, chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu bất thường. Theo thống kê ban đầu, đám cháy nhà kho công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, số 87, 89 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, bùng phát lúc 18 giờ ngày 28 tháng 8, kéo dài suốt 5 tiếng. Thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng, trong đó sản phẩm đèn huyền quang là 480.000 chiếc, đèn tròn 2 triệu chiếc và bóng đèn XQ Compact 1,6 triệu chiếc. Theo các cơ quan chức năng khu vực xung quanh khu vực nhà kho cháy đã an toàn, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích hãy bấm đăng ký kênh, bạn nhé.